Ở phần này chúng ta sẽ tìm hiểu một cái mô hình tiếp theo là đầu vào thì song song shunt-series topology, còn đầu ra thì là nối tiếp. Cái này là một cái mô hình rất là khó, ta sẽ phải áp dụng nhiều điểm cái nguyên lý chồng chất. Cái này là rộng cái mô hình ở cái phần phía trước ta vừa quan sát, đúng không? Nhưng mà nó có một cái điểm cái mô hình vào nối tiếp ra nối tiếp thì nó cũng có một cái hai điểm trở thế này, F1, F1L ở đây. Nhưng mà so với mô hình trước thì ở đây nó thêm một cái điện trở F2 nữa đi vào đây, và cái nguồn thì nó không phải đưa ở phía trên này mà nó đưa ngay ở phía dưới này, một cái nguồn dòng ở ngay phía dưới cái chỗ này đưa vào đây luôn. Đấy, để phân tích cái tính toán cho cái mô hình này thì nó hơi phức tạp một chút, chúng ta sẽ từ từ để phân tích dần. Vẫn là cái công thức này, xo bằng a epsilon nhân với mở ngoặc xy trừ đi b nhân xo. Thì ở đây ta thấy là cái đầu vào là xy người ta chính là y, và cái đầu ra xo thì là io này chính là cái xo trong cái công thức này, và y là cái này này, cái nguồn đầu vào này chính là cái xy là y này. Đấy, ta xác định được hai cái tham số vào và tham số ra của cái mạch này theo cái mô hình khuếch đại có phản hồi âm và theo công thức tổng quát này. Bây giờ ta phải xác định cái hệ số a epsilon và b cho cái mô hình này, thì ta sẽ xét cái nguyên lý chồng chất cho hai điểm. Xét đầu tiên là xét cho cái điểm n trước. N là cái điểm này. Thì tại điểm này nó có những cái dòng nào? Cái dòng y1 này, cái y này này, y này đầu vào này. Và một cái dòng yf nữa đi vào đây. Đấy. Còn cái id này thì nó bằng 0, người ta không tính rồi. Đấy, như vậy nó sẽ có hai dòng. Tổng hai dòng này nó sẽ bằng 0. Đấy, theo nguyên lý chồng chất tại điểm n. Thì ta sẽ đưa vào được một cái công thức là cái y. Y là cái y nguồn đầu vào này cộng với cái y phản hồi vào cái điểm n này là cái v1, chỗ này mình gọi là v1 nhé, điện áp vào cái điểm này là v1. Đấy, trừ đi cái vn ở đây để chia cho cái điện trở của nó là f2. Đấy, thì sẽ bằng 0. Từ đây mình suy ra được cái y này này thì nó sẽ bằng VN trừ V1. Chuyển cái này sang bên này thì nó sẽ thành VN trừ V1 chia cho F2. Đấy, VN là điện áp vào cái điểm này, còn V1 là điện áp vào cái điểm bên này. Và cũng từ cái chỗ này thì ta cũng suy ra được cái VN. VN tịnh theo cái V1 thì nó sẽ bằng R2 nhân với II, R2 nhân Y đây. Đấy, sau cộng với V1. Đấy, thì ra cái VN. Thì ta sẽ dùng cả hai cái biểu thức này vào cái đoạn ở phía dưới. Bây giờ ta sẽ cái điểm V1 ở cái điểm này này, chỗ mà ta vừa lấy điện áp của nó này. Đấy, thì nó sẽ có ở cái điểm này nó có một cái dòng Y0 này, dòng YF này, Y phản hồi và thêm một cái dòng Y1 nữa đi. Đấy, nó đi về chỗ này. Thì tổng ba cái dòng này nó sẽ bằng 0. Thì ta sẽ thu được cái gì? Ta sẽ thu được là cái dòng y0 người ta cứ để nguyên vậy đi. Còn cái dòng yf thì ta sẽ viết nó dưới dạng là điện áp mà chia cho điện trở. Tức là bằng vn trừ đi v1 chia cho r2. Đấy. Và y1 cũng vậy, viết dưới dạng điện áp chia cho điện trở, tức là bằng 0 trừ đi v1 chia cho r1. Thì tổng ba cái dòng này bằng 0. Thì cái VN trừ V1 chia cho V2 cái biểu thức này này thì ta có phải đây rồi, ta tịnh đây rồi. Đấy, nó chính bằng y này. Đấy, thì ta thay vào thì ta được là y0 này cộng với io á, cộng với y này, io y đầu ra này cộng y y đầu vào này, cộng với v1 chia cho r1, đúng không? Đấy, v1 chia cho r1 chỗ này. Thì từ cái biểu thức này á, mình sẽ suy ra được là cái v1 của mình á thì nó sẽ bằng r1 nhân chéo lên mà nhân với io cộng với r1 nhân với ii. Đấy, ii là y đầu vào, io là y đầu ra. Đấy, thì ra hai cái này nhân lại thì nó ra được, nhân r1 cho cộng lại với nhau thì nó ra được cái v1. Đấy. Và bây giờ ta lại dùng lại công thức này. VO thì bằng trừ A nhân với VB trừ VN, mà cái VP đó bằng 0. Đấy, cho nên cái biểu thức này nó sẽ là gì? Nó sẽ bằng trừ AVN, đúng không? Trừ A nhân VN. Đấy. Thì cái V0 là cái gì? Đấy, mình sẽ biểu tính lại cái V0. Đấy. Thì V0 nó sẽ bằng trừ AVN, mà VN thì đây bằng trừ A nhân với II nhân với R2 cộng với VI, cộng V1 ở đây. Thay vào đây. Đó, thay VN vào. Theo biểu thức này này. Mình thay xuống đây thì mình được cái này. Đấy, thì bây giờ mình giữ nguyên cái này đi. Nhưng mà mình sẽ tịnh cái V0 này theo IO á, VO này theo IO này. Thì cái VO này này nó sẽ bằng cái điện áp ở trên cái FL này cộng điện áp của trên FL1, đúng không? Điện áp trên FL1 chính là cái V1 này. Còn điện áp rơi trên cái tải FL ấy, thì chính bằng cái tải đó nhân cái dòng qua nó. Đấy, tức là bằng FL nhân IO. Như vậy ta thấy là cái V0 ta viết lại dưới dạng là FL nhân IO là điện áp vào cái đoạn này cộng điện áp cái đoạn này, tức là cộng với V1 thì bằng trừ A nhân với II R2 cộng với V1. Đấy. Bây giờ mình thay V1 này bằng cái biểu thức này. Đấy, ta có biểu thức này là của V1, đúng không? Mình thay vào đây. Chỗ nào V1 mình thay vào trong cái công thức này. Thì mình sẽ thu được một cái công thức khác. Đây, công thức như này. RL nhân I0 này, IO này cộng với R1 nhân IO này cộng với R1 nhân II thì bằng trừ A nhân mở ngoặc II R2 cộng với 1 nhân IO chứ, cộng với 1 nhân II. Đấy. Thì từ công thức này thì mình sẽ tính tiếp, rút ra được một cái biểu thức nó có cái dạng rộng, cái biểu thức XO bằng A epsilon XI trừ B XO á. Đây, giống dạng này. Đây chính là IO thì bằng trừ này A, một cái biểu thức A và 1 cộng A và 2 cộng V1 chia cho tổng V1 cộng VL. Đấy, nhân mở ngoặc này. Đây có II này trừ đi, trừ A và 1. Đấy, chia cho cái tổng này nhân này IO. Đấy. Ở phía trước này mình chia tách cái A ra. Thì mình chia cả tử mẫu cho A và 1 thì mình sẽ thu được một cái biểu thức khác. Nó viết là cái dạng khác một chút. Là cái IO á, thì nó sẽ bằng A bằng trừ A nhân với mở ngoặc này nhân với biểu thức này. Biểu thức này là trên là 1 này cộng R2 chia vào 1 cộng với 1 chia A, dưới mẫu là 1 cộng RL chia R1 nhân với mở ngoặc II trừ đi, cái này là trừ 1 ở phía trên, dưới mẫu là 1 cộng R2 chia R1 cộng với 1 chia A nhân IO. Đấy, này biểu thức này là rất rộng, biểu thức này rồi, đúng không? Đấy. Và mình sẽ ở cái A mà nó lợn hơn rất nhiều so với 1 á, A nhỏ này nó lợn hơn rất nhiều so với 1 thì cái tỉ số này đó, cái tỉ số A 1 trên A nó sẽ bằng 0. 1 A bằng 0 thì cái này mình viết gọn lại á, cái biểu thức trên này mình viết gọn lại nó sẽ là IO sẽ bằng A, trừ A nhân với cái này là 1 cộng với R2 chia vào 1 chia cho 1 cộng FL chia F1 mở ngoặc II trừ đi âm 1 chia cho 1 cộng F2 chia F1 nhân IO, bỏ cái 1 trên A này đi. Như vậy từ cái biểu thức này mình so sánh với biểu thức trên này. Đó. Thì mình sẽ thấy được cái giá trị A epsilon và B. Thì A epsilon nó sẽ bằng trừ A này nhân với cả cái này. Cái đoạn này là chỉ là A epsilon này. Và cái đoạn phía trong này chỉ là B này. Đó. Vậy ta thu được A epsilon bằng trừ A nhân với cái biểu thức 1 cộng rồi 2 chia vào 1 chia cho 1 cộng E và L chia E và 1. Còn B chính là bằng trừ 1 chia cho 1 cộng E và 2 chia E và 1. Đó. Thì L nó sẽ bằng tích của hai cái này nhân lại với nhau thì mình sẽ thu được L nó sẽ gần bằng A chia cho 1 cộng E và L chia E và 1. Đấy. Và ta học tịnh ra được cái hệ số khuếch đại, nó gọi là AI, tức là cái dòng điện đầu ra chia cho dòng điện đầu vào. Cái này nó gọi là hệ số khuếch đại dòng điện. Đấy, khác biệt một chút. Hệ số khuếch đại dòng điện tức cái đầu vào ta cũng là dòng điện mà đầu ra ta cũng dòng điện. Đấy. Thì nó sẽ bằng 1 chia cho B nhân với cái biểu thức là 1 trên 1 cộng 1 trên L. Và B thì mình tịnh ở đây rồi thì mình lắp vào thì nó sẽ bằng trừ nhân với mở ngoặc 1 cộng với E và 2 chia vào 1 đóng ngoặc những biểu thức đằng sau này. Thì L này nó thường nó lợn do cái A nhỏ nó lợn này, cho nên L nó cũng lợn. Cho nên cái giá trị 1 trên L này nó bằng gần như bằng 0. Nên biểu thức sau này nó gần như bằng 1 tức là coi như không có. Và cái hệ số khuếch đại trong trường hợp này á chủ yếu nó là gì? Bằng trừ 1 cộng với E và 2 chia vào 1. Đấy, tức là cái dòng đầu ra nó có đảo pha so với cái dòng đầu vào. Và nó hệ số khuếch đại cái độ tăng lên á nó được quyết định bởi cái tỷ số E và 2 chia vào 1. Đấy, tức là E và 2 này và E và 1 đây. Và nó không có phụ thuộc vào cái điện trở tải E và L này. Cho nên là cái Y0 này nó sẽ không có thay đổi. Để những cái tải về L này thay đổi thì cái Y0 này cũng không bị thay đổi theo. Đấy, nó sẽ được ổn định. Đấy. Đây nó gọi là một cái nguồn dòng ở đầu ra, nó được điều khiển bởi một cái nguồn dòng ở đầu vào.